Ok, hello anh em, quay trở lại version của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái thông tin mới về cái tựa game Gunna Verify này mà mình vừa cập nhật được ở server nước ngoài. Thì hiện tại thì mình có thấy là ở server Brazil thì có khá là nhiều cái sự kiện mới. Thì hiện tại mình cũng có cập nhật được bốn cái thông tin, đấy là về cái mũ level 4 này, cũng như là một cái dù lượn và một cái khẩu súng mới và một cái skin xe thì vậy. Nói chung là như vậy. Thì ok, thì không dài dòng luyên thuyên nữa, thì ở đây thì mình đang còn ở server Brazil. Thì như anh em biết, ở server Brazil là một cái server mà luôn cập nhật những cái thông tin mới và những cái những cái thông tin mới và những cái sự kiện mới một cách nhanh chóng nhất. Và ở server lúc nào cũng vậy, ở server Nam thì sẽ cập nhật sau đấy. Mình nghĩ nó sẽ xen kẽ nhau ở server Brazil trước rồi tiếp theo là ở server Việt Nam các kiểu đấy. Thì ở đây thì em có thể thấy thì ở đệ trên này thì em thu thập những cái huy hiệu Brazil thì em có thể đổi được những cái phần quà này đấy. Ở đây thì em cứ đăng nhập vào, em đăng nhập vào thì sẽ nhận được những cái huy hiệu. Ở đây thì em cứ đăng nhập vào này đấy, ở đây em đăng nhập vào đủ 11 ngày thì em sẽ nhận được full quà ở trong này, thì cũng khá là ok bởi vì đây là một trong những cái sự kiện nhận quà miễn phí, cho nên thì mình nghĩ là cũng khá dễ dàng để cho em nhận được những cái phần quà như thế này đấy. Thì anh em nào mà đang xem cái video của mình thấy hay ấy, thì hãy cho mình là subscribe đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video hay hơn, cũng như là những cái thông tin chi tiết về cái tựa game Gunna Verify này nha em đấy. Rồi ok, thì ở đây thì mình thấy là ở giao diện thì cũng khá giống ở server Việt Nam, nhưng mà ở cái phần sự kiện thì nó sẽ khác hoàn toàn. Thì ở đây vào ngày 7 tháng 9 thì nó sẽ ra một cái sự kiện mới này đấy. Nói chung là ở đây thì mình thấy cũng rất là ok rồi, chẳng có gì gọi là nói chung là nó rất là hoàn thiện ở cái phần sự kiện. Ở cái chỗ sự kiện này thì mình có thấy rất là nhiều cái sự kiện luôn đấy, ở cái thẻ một cực mới này cũng như là anh em đăng nhập vào nhìn qua. Ở server Việt Nam thì mình thấy là hiện tại thì ở cái phần sự kiện thì nó hơi thiếu đấy em ạ. Đấy, mình mong là ở cái tựa game ở cái server Việt Nam thì sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất cho em những cái sự kiện để em có thể trải nghiệm nha. Ở đây thì anh em đăng nhập đủ 14 ngày này, 14-15 ngày dưới đây thì anh em sẽ nhận được một cái thẻ vô cực free. Thì có nhiều anh em hỏi rằng những cái người mua thẻ vô cực rồi ấy, thì sẽ làm như thế nào? Thì đương nhiên là sẽ giữ nguyên như vậy, bởi vì người ta mua thẻ vô cực trước thì người ta sẽ nhận được những cái phần thẻ vô cực những cái video trước. Còn anh em càng sau thì đương nhiên là anh em sẽ nhận ít hai hoặc nhận những cái video ít hơn. Đấy là cái điều mà Gunna Verify đã gọi là lường trước rồi, cho nên em khỏi lo về cái việc ấy. Đấy gọi là cái make cân bằng, thì nghĩa là nó sẽ gọi là không make cân bằng cho lắm đâu, bởi vì free mà. Cái free thì đến sau cũng được, bởi vì những cái video thì anh em sẽ nhặt được ít hơn, nên phải lúc ấy thì anh em phải cày nhiều hơn. Còn em nào mà đã mua cái thẻ vô cực ấy thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn rất là nhiều, bởi vì nếu mà em mua đã mua thẻ vô cực thì em sẽ cày thẻ vô cực dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi ok, thì ở đây thì mình sẽ em có thể thấy này, ở đây này, đấy cái mũ hú này ấy khá là ngon đúng không? Ở cái mũ này thì cực kỳ chất luôn. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ cho anh em xem về cái khẩu súng mới nha, cũng như là một cái vật phẩm dù lượn mới. Thì ở đây thì anh em có thể thấy là hiện tại mình vẫn đang còn ở server trải nghiệm, cho nên thì mình thấy là ở cái server trải nghiệm này cũng rất là hay. Thì bởi vì nó sẽ có những cái vật phẩm mới và anh em tha hồ mà trải nghiệm. Đấy, lúc ấy anh em trải nghiệm thì mình thấy cũng khá là ổn. Đây là một cái khẩu lục mới này đấy. Lục phóng lựu thì cái khẩu này thì ra rồi, mình nghĩ là nó anh em cũng đã thấy rồi đúng không? Thì đương nhiên là cái lượng sát thương của nó thì nó không giống như cái khẩu phóng lựu lớn đâu đấy, nhưng mà nó cũng khá là ổn bởi vì nó sẽ giúp anh em giết được địch nhanh hơn, bởi vì mỗi lần nếu bọn em phóng chuyện thì nó sẽ vào 80 mấy máu ấy, cũng như là ở cái du lượng như thế này anh em nhảy ở hai lần thì nó sẽ bay lên. Anh em anh em lưu ý là ở cái dù lượn này anh em có thể dùng ở những cái nơi cao, anh em nhảy xuống anh em nhấn nhảy hai lần thì nó sẽ mở dù cho anh em đấy. Mình thấy nó cũng khá là ổn, bởi vì ở cái dù lượn này thì anh em có thể bay xa, nó không phải là xa nhưng mà nó sẽ duy trì cái độ cao của anh em trong vòng 30 giây, để hết 30 giây thì nó sẽ hạ xuống đấy mà đấy.
nó sẽ hạ xuống từ từ, cho nên em cứ yên tâm ở cái điều như thế này. Thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ bay ở cái vùng cao, ở ví dụ như là cái kho quân sự xuống này đấy, kho quân sự sang cổng trời, hoặc là nó sẽ sang cái đập thủy điện các kiểu. Thì ở đây thì nó sẽ cập nhật một cái khẩu súng mới nha em. Thì cái thông tin này thì mình cũng đã cập nhật sớm rồi, nó sẽ cập nhật cái cho anh em cái khẩu súng mới này. Thì ở cái khẩu súng này thì mình nghĩ là cái này thì mình có chơi ở đâu ấy, nhưng là bữa thì mình có chơi ở cái server trải nghiệm. Thì ở cái súng này đấy, anh em bắn này, anh em bắn hết đạn thì nó sẽ tự hồi đạn lại cho anh em nha. Đấy là cái điều mình rất thích, bởi vì trong những cái trận đấu run thì anh em rất là cần thiết ở cái chế độ này. Đấy, súng này thì nó hoàn toàn không dùng đạn em ạ, anh em bắn hết thì nó sẽ tự hồi đạn lại. Đương nhiên là cái gì mà nó tốt thì nó cũng sẽ có những cái điểm mà không tốt em ạ. Thì mỗi lần anh em bắn hết đạn thì em không thể nào mà thay lại đạn liên tục được, bởi vì nó sẽ tự động hồi cho anh em. Đấy, nó hồi thì với cái mức độ vừa phải thôi, chứ không phải là chậm nhưng cũng không phải là nhanh. Nếu mà nhanh quá thì nó sẽ rất là mất cân bằng game. Anh em để ý cái tốc độ bắn của cái khẩu súng này thì nó cũng không sẽ không được nhanh cho lắm này. Đấy, nó sẽ hơi chậm xíu, nhưng mà đổi lại thì nó được cái độ đồ dịch của nó thì khá là ít, cho nên thì mình nghĩ đây là một cái khẩu súng mà anh em có thể mang vào trong cả những cái trận đấu ren đấy, khá là ngon luôn. Nhưng cái khẩu súng như thế này thì mình nên cập nhật ở server Việt Nam, hoặc là cập nhật trong cái tự game Grand Theft Auto này, bởi vì nó giúp ích rất là nhiều trong những cái trận đấu, bởi vì nó sẽ kiểu như giảm cho em mất thời gian hơn. Nhưng mà theo cái điểm quan điểm của mình thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái khẩu súng mà ít người dùng, bởi vì sao? Bởi vì cái lượng nó sẽ có những cái khuyết điểm sau đây đấy, khuyết điểm như thế này này đấy. Cái thứ nhất là cái lượng đạn của nó, mỗi lần em bắn hết thì khoảng tầm 30 giây sau thì nó sẽ hồi lại, mà đương nhiên là 30 giây sau thì anh em có biết rằng bao, mình nghĩ là chắc chắn thì cũng tầm vài chục vang đạn của MP40 nó xả vào mồm của em rồi, nó thật luôn. Đấy là cái khuyết điểm thứ nhất. Cái khuyết điểm thứ hai là tốc độ của bạn, nó bắn rất là chậm, cho nên thì mình nghĩ là với tốc độ bắn chậm này, đương nhiên là cũng không phải chậm cho lắm, nhưng mà mình thấy là nó không ổn em ạ, bởi vì tốc độ của nó thì bắn như vậy cũng như là cái lượng đạn của nó hồi rất là chậm luôn. Thì mình nghĩ là đấy là một cái điều mà mình không thích ở cái khẩu súng này. Nhưng đổi lại thì cái lượng cái độ dịch của nó thì khá là thấp, cho nên thì anh em có thể dùng để đấu run. Đấy là cái điều mà mình rất là thích này, bởi vì nó không giật cho lắm như cái khẩu AK thì thấy nó cũng khá là giật, nhưng đổi lại nó có lượng sát thương lớn. Đương nhiên là cái khẩu này thì nó không giật thì nó sẽ có lượng sát thương nó ít hơn rất là nhiều. Đấy cực kỳ bức xúc luôn. Những cái mới thì mình thấy là nó cũng khá là ok, nhưng mà nó sẽ đổi đi đổi lại thì nó cũng giống nhau nha mà. Đấy, thì ở cái mũ level 4 thì cũng khá là ok. Đấy, anh em có thể trang bị cái mũ level 4 cũng như là ở cái dù lượn, anh em có thể trải nghiệm nha anh em. Đấy, nói chung thì anh em sở hữu được cái khẩu súng mới thì cái lượng đạn của anh em bắn ra thì hầu như nó gọi là vô hạn rồi. Đấy, anh em nào mà thường xuyên kiểu như không thường xuyên nhặt đồ ấy, thì mình nghĩ anh em nên sử dụng cái khẩu súng này, và cũng như là một cái khẩu súng tiểu liên bắn nhân, hoặc là đúng rồi, cái khẩu tiểu liên hoặc là một khẩu súng trường. Thì mình nghĩ là anh em dùng combo SK và AK, chứ hiện tại thì những cái khẩu M14 các kiểu thì mình thấy nó bắn khá là đau. Đấy, khá là đau, nhưng mà cái lượng đạn của nó bay ra mỗi viên thì mình nghĩ là cũng tầm mất khoảng nửa giây, cho nên thì mình rất là khó để mà anh em có thể sống sót sau những cái phát đạn mà anh em đã bắn ra. Đấy là cái điều mình rất là ghét. Nếu mà anh em nào đã từng bắn những cái khẩu M14 này, cũng như cái khẩu ra gần các kiểu, nói chung là rất khó bắn. Với cái khẩu MP60, M249 thì tốc độ bắn của nó thì cũng khá là ổn, nhưng mà cái lượng sát thương thì mình thấy là cũng khá là hợp lý đấy. Nhưng mà mình thấy anh em mỗi lần em bắn thì tốc độ di chuyển của nó khá là chậm. Rồi, ok, thì cảm ơn em rất là nhiều để xem cái video hôm nay của mình. Đấy, thì anh em nào thấy cái video hôm nay của mình hay thì xem để subscribe, đăng ký kênh, cũng như like và share cái video hôm nay của mình, để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video hơn, cũng như là những cái thông tin mới về cái tự game Grand Theft Auto này nha em. Rồi, ok, thì bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nha.